Chuyển sang một số thông tin khác. Sau một thời gian ổn định các điều kiện quay trở lại sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn quận Bến Lức đã đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần cho sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì đà phục hồi mạnh, làm động lực chính cho tăng trưởng kinh tế của huyện. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2022 của huyện vẫn giữ được nhịp tăng trưởng với mức tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Nổi bật trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng hơn 12%, một số ngành chủ lực của huyện như sản xuất thức ăn chăn nuôi tăng hơn 63%, sản xuất tủ bàn ghế tăng hơn 12%. Hiện hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã phục hồi trở lại sau đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, với biến động của giá xăng dầu trong thời gian qua đã dẫn đến giá các nguyên vật liệu khác dùng cho sản xuất xây dựng cũng tăng, khiến cho một số ngành thiếu hụt nguyên liệu do nguồn cung giảm. Từ đó kéo theo một số ngành chủ lực giảm sản lượng như dệt may, giày da với mức giảm từ 14 đến 31%. Để lấy lại đà tăng trưởng cho các ngành sản xuất công nghiệp chủ lực của huyện, thời gian tới các ngành chuyên môn huyện tích cực phối hợp với các sở ngành tỉnh tập trung nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, lao động của các doanh nghiệp để phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất theo nhu cầu.